Chào các bạn, hôm nay tôi rất vui vì hoàn thành được sinh cơ khởi vận cho ba bà cháu ở Mỹ gửi về Lào. Đây là ở Illinois, ba bà cháu. Bây giờ tôi đo của người bà trước. Bà cụ này là sinh năm 38. Đặt ngược để cho các bạn xem, rất là mạnh. Để hai bên cho đỡ nhầm, của một bạn là hai người cháu. Đặt ngược mà đã quay mạnh nhỉ. Tại sao tôi đặt ngược cho bạn xem? Vì cả ấy tôi thiết kế làm đặc biệt là mặt nào nó cũng đều rất là mạnh. Cái này thì bóc luôn để xem, đo luôn. Cái này là kích hành thủy. Bây giờ hành thủy rồi, tôi có mã não này, Thạch Anh và Thạch Anh tóc. Rất là mạnh nha các bạn. Đây cái nữa này, để ra cho các bạn bảo là đỡ lẫn nhau này. Ở đây tôi đều ghi tên ở bên dưới hết nên là không sợ nhầm. Riêng mà này là thông căn. Không có thông khí, khí không có rồi lại không đắc lệnh, nên là tôi bảo phải thêm luôn cả linh phù ngũ hành thiếu vào. Này là màu trắng hành kim, có thêm cả linh phù quý nhân cũng rất là mạnh. Đây một cái đầu tiên này các bạn này, để cho bạn xem. Tấm năng lượng mới này sắp hết nên bạn nào làm thì nhanh chân, không là sẽ chuyển về cái cũ. Đây là một cái này. Cái thứ hai của người bà này các bạn này. Người bà thì chắc chắn là phải có cái linh phù sức khỏe rồi. Cái này là tôi cũng cho luôn linh phù duyên mới. Sinh cơ các bạn. Đấy, của ba bà cháu các bạn. Rất là tuyệt vời.